Ok. Để cháu lên đoạn này nhá. Cháu muốn hỏi là trên bản trên ấy có ông là tên là Bờ La Chu không nhỉ? La Chu á, La Chu thì trước bản trước kia. Rồi, đây. Cháu lên hỏi ông đánh dao không? Đi, chú ngồi lên. Cái bản trên á. Rồi. Là À, thôi ra nhà ông luôn à? Thôi vào. Cháu bên Phúc Sơn này này. Cháu bên Bản Lụ ấy. Đoạn này chưa đổ bê tông nhỉ chú nhỉ? Đoạn khó khó mỗi kênh gái bản này làm đổ đổ đúng không? Ui giời. À, đi đường bên này. Đi qua đi cái bản này là có cái đường đi đến khê qua cái cầu số khê này đấy, thì đi trên dốc này là đi cái đường dốc này. Đường dốc bên không không cái đường đỏ đỏ cái gì chứ chú? Đúng, cái đường dưới này là đường tàu, cái đường trên là xe chơi. Các bạn đi con đường này cũng không phải rộng vừa đâu các bạn nhá. Đoạn đường không phải rộng vừa luôn. Mà em đi lên nhà ông không biết là có gặp ông nữa không là điều quan trọng. Đã quyết tâm đi rồi phải đi các bạn. Trời mưa. À trời chuẩn bị mưa chứ. Lỏ phết đấy. Cầu này gọi là cầu à gì đây các bác, cầu Đại Bắc, Đại Bắc Group, công trình Đại Bắc và những người bạn. Mạnh quá, con đường bê tông đẹp đẽ rồi các bạn. Một trong hai à, bên này cho bên trên lên nào. Bắt đầu lên bản. À, kính thưa tất cả quý vị các bạn, thì đây là con đường mà kênh Gái Bản và cùng những mạnh thường quân đã xây dựng con đường này. Nói chung là đường xây được hơn 1 năm rồi. Đấy, cơ bản là đường vẫn ok các bạn nhá, đổ bê tông rất là dày luôn để cho xe máy đi thôi. Đấy, chạy ok luôn. Con đường này một sau những con đường huyền thoại các bạn nhá. Đây cầu Tà Chơ đây các bạn này. Đây cây cầu cũng là cây cầu huyền thoại của các mạnh thường quân đây. Rồi phải dừng lại đây một chút để xem cái cây cầu Tà Chơ này. Đây, cây cầu Tà Chơ này vẫn vững chãi đứng trên một cái mỏm đá, mô đá rất là cao nhá. Đấy, có logo kênh Gái Bản kia này, cầu Tà Chơ này. À, tập thể các mạnh thường quân trên kênh Gái Bản, kính tặng. Đấy, đấy các bác nhìn thấy này, nói chung là vẫn vững chắc nhá. Lâu rồi em cũng chưa quay lại cái cầu này. Đấy, cùng với, trước thì em cùng với kênh Gái Bản lên đây gọi là ăn mừng rồi là chơi ở đây cũng khá là lâu. Lâu rồi không quay trở lại, chắc là Gái Bản cũng thỉnh thoảng không biết có quay lại đây không, nhưng mà lâu rồi không thấy bạn ấy lên video ở cái con đường Tà Chơ nữa, là giờ bạn đi làm công trình khác rồi. Đấy, quay lại cái cầu Tà Chơ này.
một cái đoạn này thôi ấy, nhưng thực sự ra là mất rất là nhiều công này, phá đá này, rồi là các thứ này, 2021 này. Này, mỗi cái đoạn này thôi là cũng là ác rồi đây. Đây cái chỗ này là gọi là cái chỗ đã lên đến đây rồi là cũng làm một cái chiếu nghỉ cho các kiểu chỗ này để gọi là review ảnh phía trước này, nhưng mà cái cây này bị chắn rồi. Đường khá là dốc. 21, 22, 23, 35 rồi. Cái cầu này cũng đã khá là vững chãi con đường này luôn. Không phải khá mà là rất là vững chãi con đường này luôn. Nếu không có cái đoạn cầu này thì người dân đi lại rất là nguy hiểm nha các bác nhé. Đây đây. Em nhìn thấy chỗ này rất là sâu luôn, đây cái đoạn kia kìa. Ví dụ nhưng mà có lỡ đà nhưng mà xuống đây thì thôi, khỏi phải nhặt về nha các bác nhé. Ôi lại tiếp tục cuộc hành trình của em đây. Nói chung là con đường này cũng khá là dốc đấy các bạn, so với con đường huyền thoại ở bên con đường huyền thoại ở bên Túc Đán này thì con đường này thì đỡ hơn nha các bạn nhá. Nói chung là cũng khá là quanh co, thế nhưng mà con đường ở bên kia là quanh co vực thẳm luôn các bạn. Wow, rồi nhìn phía xa xa là quê em ngày hôm nay là trời trời sắp mưa cho nên là sương mù độ ẩm nó khá là cao, khả năng hơi khó nhìn một tí. Nói chung là nhìn xuống phía dưới này thật là mênh mông. Wow. Đẹp thế. Thôi lại đi tiếp. Bạn nào nói chung là ngày xưa mà không có con đường huyền thoại mà kênh cái bản làm ấy và cùng các mạnh thường quân cùng làm con đường này ấy, người dân đi cực kỳ là vất vả ấy. Ở bên con đường huyền thoại kia ấy, ui rồi đây. Chào chị nhá. Chị có biết nhà ông Du cái gì nhỉ? Nhà Bờ Lá Chu nhỉ? À, ở trên bản kia. Ơ sao ở đây lại làm hai cái ghế này chị? Đây này, đây một cái này, kia một cái thì làm gì? Để ngồi chơi à? Ờ nhỉ, hay nhỉ. Làm mỗi hai cái này thôi à? Có nghĩa là à cho trẻ con. Cảm ơn chị nhá. Ui càng lên càng thấy cao. Ui ôi. Ở đây mới là trọn vẹn view quê hương Nghĩa Lộ nhà em này. Wow. Nói chung là hôm nay thời tiết nó hôm nay là nó cũng ẩm ẩm chút. Lên trên này em cảm giác thấy hơi lạnh lạnh rồi. Ở đây người dân ta trồng quế rất là nhiều rồi đây này, sau này nó phát triển cái quế này. Cây quế rất là lớn rồi. Lên đến cái đoạn ngã hai này thì không biết là đi đường nào để lên đây. Ui các bác nhìn cảnh đẹp chưa, nhìn xuống dưới này, nhìn cái đoạn bờ ruộng này đẹp thế nhỉ, nhìn thích thế.
có hai đoạn, một đoạn đường đất và một đoạn đường bê tông này. Đấy, bây giờ không biết là một trong hai con đường này là đi đường nào đây. Khả năng là phải phải sóc sóc. Đi đường này lên bản, đi đường này dưới bản. Đường này là đường mòn này, đường đất này. À đây đây đây, đây có cô đây rồi. Cô ơi, cho hỏi tí, cô chú có biết nhà ông Vừa La Chu không? Vừa La Chu làm sao ấy? Nhà ở đâu mà nhỉ? Đi đường nào nhỉ? À, bố của chị luôn à? Hay, tốt quá. Là đi đường bên này hay là đi đường bên này? Thế à? À, bây giờ bố đang đang ở dưới đấy à? Thế xưởng dao nhà mình làm dao ở nhà ở trên kia. Bao giờ ông về nhỉ? Tôi mới về thôi à? Tưởng tưởng ông về thì ông đi ông có cầm con dao nào không nhỉ chị nhỉ? Còn một con dao à? Nhưng mà bây Mình giờ làm gì? hỏi ông về bảo ông làm dao cho thôi. Ông nó chưa về đâu. Thế bây giờ em xuống đây là nhà nhà nào, nhà lán nào? Nhà ở dưới này. Không phải ba cái nhà đâu. Cái nhà ở trên này. Cái nhà bé bé trên kia. Ở dưới này. Có nghĩa là ở đi một đoạn nên là thấy thôi gì, chứ không không phải là ở tận trong đâu gì. Thế nhưng ông mình nói tiếng phổ thông giỏi đấy gì, là tiếng Kinh ấy. Em xem con dao này nó được thôi gì, thì em sợ tí em lại không biết nói tiếng Mông, không biết nói ít. Nói ít thôi. À, nói tiếng Kinh ông mới Ông nói ít bố ít nó thôi. không nghe rõ. Cái này không phải dao ông làm không? Có. Dao ông làm đây à? Ui, để phết nhỉ. Đấy, cũng có đồng đây này. Nói Cái này ông lâu năm lắm rồi quá. bà nặng quá. 3 năm rồi. Ông đi cá cọ trâu rồi. Cát Cỏ Trâu à? Làm nào gặp được ông nhỉ? Khoảng mấy giờ ông về nhỉ? Sợ mưa quá. Ông mà tối tới về đây. Ông đi xe máy hay đi bộ? Ông đi bộ thôi, không biết đi xe đâu. À, thế à? Ở đâu về đấy? Em nhà em chị kìa, Phúc Sơn kìa, ở Bản Lũ Hai, biết Bản Lũ Hai đó ba chị ấy. Thế nhỉ, ông ở nhà vẫn còn làm dao thôi gì? Ai lên thì đáng. Thế thì bảo ông làm cho em mấy con nhỉ. Về nhà bỏ ông. Thế bây giờ ông đi cắt cỏ trâu là ông mới về. Thế chờ tối về thì em không không chờ được rồi, tối về sợ lắm, đường này nè không quen. Lớp 1. Đi lớp 1 à? Vâng, con đứa thứ nhất chuẩn bị lên lớp 3 Ôi trời. Thầy lấy vợ chưa? Thầy lấy rồi. Không ngờ đấy, không bây giờ con cái lớn hay chồng làm gì. Chồng em á, chồng em làm ở dưới Bắc Giang. À, thế vợ ở nhà chăm sóc con. Thế bây giờ cho con cái đi theo văn nghệ nghĩa gì không? Hả? Con cái thì vẫn ngu như mẹ Làm gì? Mẹ trong đội văn nghệ đấy, ngày xưa. Cái nhà em ở đây hay ở trên bản? trên bàn thôi. À, trên bản ạ. Ok. Thôi thì đi làm việc thôi, hôm nào thầy lại dễ gặp ông vì chờ ông về, nhưng mà ông đi cắt cỏ trâu không biết bao giờ mới gặp. Đấy. Thôi để thầy lùi xe lại, không có không đi được. Ok. Đó, kiểu gì em cũng phải quyết tâm mà. Đã lên đến đây rồi thì quyết tâm mò vào trong này xem như nào. Nói chung là vừa đi vừa hỏi thế này nó cũng không có gì đặc sắc cho các bác xem các bác ạ. Đấy, để mà nói là kiếm được một cái video mà lấy được những cây, xem được những cây dao cũ của người dân người ta sử dụng ấy.
khó phết đấy các bạn. Đi không phải lần nào cũng gặp may đâu. Ui dồi ôi, đường này mà chỉ cần gọi là mưa một tí thôi là thôi hỏng luôn. Đường đất này. Ôi, nhìn ra đây các bác xem quả đồi này chứng tỏ người dân ở đây người ta làm đồ rất là ác các bạn. Đây xung quanh đây những cái chỗ đốm trắng 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 đây là những cái bạt lán này người ta ở này. Ôi dồi ôi. Nhìn con đường thật là khủng. Ôi, trời sắp mưa rồi em ơi. Tranh thủ nhanh đi tìm ông Bla Chu để đặt dao, nếu mà ngày mai mà trời trời mưa thì ông mới làm dao. Chào bà nhá. Cháu cũng muốn hỏi là ông Bờ La Chu ấy, ông ở trong này không bà, đi cắt cỏ đây à? Không biết là... Vâng, cháu cảm ơn bà nhé. À mà nhà đấy mà. Đây có cả gà, trâu, bò. Em ơi, cho hỏi tí như ông Bờ La Chu về đây không nhỉ? Vẫn vào nữa à? À thế à? Ông ở nhà không nhỉ? Thì tiếp tục một con trâu trắng. Cho anh đi nhờ cái, cho mình đi nhờ một tí nhá. Rồi, chắc là bà có cả ao đây. Ui trời cứ rùm 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 này kinh quá. Bà ơi, cháu hỏi đi, ông Bla Chu ở đâu nhỉ? Bla ông Chu ấy, nhà này luôn à? Nhà này à bà? Không biết là ông đi đâu rồi nhỉ? Không thấy ông ở đây. Chào chào ông nhá. Ông có phải là ông Bờ La Chu không? Hả? Ông có phải tên là Bờ La Chu không? Không. Hả? Bờ La Chu á? Đó, ông à? Phải Bờ La Chu đó. Cháu muốn hỏi ông là ông có đánh dao không? Làm con tụt lá à? À. Mày lấy dao à? Vâng. Đánh nó mà. Không muốn thì sợ nó cháy con mà không cho chú là thắng.
À, vâng. Ông cứ cất đi ra rồi nói chuyện. Mày Ngày mai mưa có đánh được không ông? Không, đi chỗ tháng mà. Không phải con có tháng đấy. À, hết than gì không? Ừ. À vâng. Không chưa làm được. Than thì ông làm bằng than thì ông đốt bằng than cây gì? Ông đi cắt cỏ trâu rồi mệt quá. Lấy rau à? Vâng. Lấy rau à? Đây, cháu về đánh dao. Đây, ông xem con thì dao của cháu con đây. này. Đây, cháu cũng có một con này. Thế nào làm đấy? Ông này là ông Tông làm Tông. Tông ở Tông ở Suối Dao. Hả? Ở Suối Dao ấy. Không à, chú Lăng à? Không, ở Sa Hồ. À, Sa Hồ á? Vâng. Đấy. Thì cháu muốn ông làm cho cháu một hai con. Ở nhà ông bây giờ ông có cái dao nào không? À, không. Gì à? Mấy nó đi lấy tháng 7 đó mà. Nằm. Ông đốt than là đốt than cây gì không? Hả? Ông đốt than cây gì? Đốt than á? Vâng, than than làm bằng cây gì ấy để làm dao ấy? Thằng là lá chu này. À. Ý là mình làm con dao ấy là ông đốt bằng cây gì? Mày lấy mấy 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 con này? Cháu lấy khoảng 3-4 con gì đấy. Mấy con nó lấy hay à? Vâng. Cháu mua nhiều mà. Lấy nhiều thì làm nhiều ấy. Đúng rồi, lấy nhiều thì mình làm nhiều. Để cháu xin được cái này. Ông ở trong lán ông có con dao nào như này không? Có cái to mày tí mà. À. Tôi làm ra tôi dùng này. Dùng này tôi có không làm chỗ không bao nhiêu mà. Chứ nó chỗ là cho dùng lỗ nó không có lấy mà. Vâng. Đâu ạ? Làm một cái mà tôi làm tôi dùng mà. Đấy. Đấy chỉ cần ông làm thế này thôi. Là chúng mà làm bốn cái này. Một cái này. Vâng. Đúng. Vâng. Thẳng không không? Cháu xem nào. Cháu xem một tí. Thẳng. Thẳng thế nhỉ, ông nhỉ. Đấy, dao của ông rất là thẳng luôn. Tưởng không gặp được ông. Cháu đi. Cháu đi tìm ông mãi đấy. Chào. Cây cái nào nó chả hù. À đấy ạ, vâng. Chặt ta hù là đúng rồi. Cháu xin giới thiệu với ông là cháu tên là Công. Hả? Cháu tên là Công. Mày là Công á? Vâng, cháu tên là Công. Nhà hạt 6 à? Vâng, nhà cháu ở hạt 6 luôn. Đấy, đúng chuẩn luôn. Nhà, đúng nhà ngày xưa. Không xa đồng đi nhà cháu à? Xa này. Ờ, mình nhà hạt cháu này không không xa đồng to này. À vâng vâng đúng rồi đấy, đây nhìn thấy mà. Rồi. Đây, cháu với ông đứng đây. Vâng, thưa tất cả quý vị các bạn nhá, ngày hôm nay là em lại gặp một thợ mới, đó là bác Vừa La Chu. Đấy. nói chung là trên tay của em đây cầm cây dao của ông đây, cháu mượn cái dao nhá. Lấy cái to mà này rồi lấy cái nhỏ một tí. Bằng này đấy ông, cứ bằng bằng vừa vừa để dùng được các thứ luôn ông ạ. Đấy. Mà chú làm bán này chú làm tốt mà. Vâng. Chú làm chỗ mà cháu cái công cháu chỗ này làm cái đá này làm ghế cái này đó. À có nghĩa là cái dao của ông là bị gãy rồi vâng. Cái này cái ghế to mà này đấy mà chú nó. À nó to nhưng mà ông nó bị gãy thì ông làm cho nó nhỏ lại. Vâng. Cái này tao chặt cây thoải mái chưa ông? Tao mà này sống không phải tao mà này nó... Thế bao giờ ông làm được không? Thưa... Khoảng mấy ngày thì làm được? Còn... 2 ngày nữa thì lấy tháng rồi. À vâng. Ông ơi, ông cháu thấy có viên đá mài kia về đá mài của ông không? Thì có viên đá mài à? Đá mài mí mí này này. Viên này này... Viên này... Cái này đúng đá bản mù rồi quá. Ừ, đá bản mù này. Đá bản mù vân mây này nhỉ. Đấy, có vân 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 mây này dính nước vào nó mới thấy quá. Cái này
mạng mô rồi. Cái là nó tốt lắm. Vâng. Đấy, nó tốt lắm đây. Ông làm dao được bao nhiêu năm rồi ạ? Ông làm dao được bao nhiêu năm rồi? Đánh dao này. Một ngày lừa bao nhiêu cái á? Có nghĩa là ông làm được dao được bao nhiêu con rồi? À, làm bao nhiêu năm rồi? Từ còn lúc lớn lên à hay là? Tôi không có điện thoại đấy, có thì lấy số điện thoại của mày nữa mà. Vâng, đấy là chung là ông này hơi hơi nặng tay một chút. Làm rồi này chưa bỏ vàng. Ông ơi, thế thì khoảng mấy ngày thì làm xong con dao? Có nghĩa làm mấy ngày nữa thì cháu quay lại thì lấy được dao? Đang hết cả cái này rồi, một ngày được một cái này đấy. À, có nghĩa là làm một ngày thì mới được một cái như này chứ ạ? Ừ, cái này nó khó làm đấy. Này. À, vâng, vâng. Hàng cái này nó khó lắm. Vâng. một ngày nó làm được rồi, hai ngày nó làm được, cái này hàng được rồi. À, và cái này căn bản là ừ. Là ông không có cái đồng này nên ông làm nó lâu chứ ạ? Ừ. Ông cứ làm thành hình con dao cho cháu là được rồi. Đấy là thì hàng nó nhiều nữa bà làng. Đấy thì hàng nó nhỏ thế là không thế đâu. À vâng, đấy. Đây là ông Hàn đấy các bác này, ông Hàn nối liền vào nhau luôn. Ôi. Hãy dính vào nhau luôn. Thế của mày nó thì hàng nó nhỏ thế. Thì hàng nó trắng mà, ô đảm bảo này. 20 ngày 20 tuổi không quá. À vâng. Cái dao này lâu năm chưa ông? Hả? Cái dao này được bao nhiêu năm rồi? Cái này nó làm lâu bao nhiêu tuổi á? Vâng, được bao nhiêu năm rồi con dao này? Được 3 tuổi rồi. À, con dao này được 3 tuổi. Ừ. Hơi, quý vị nhá. Dao của chú Vla Chu, dao 3 tuổi. Con dao này đã ăn nhiều thịt rồi nhỉ ông nhỉ? Trong nhà còn con nào nữa không ông? Ý là trong 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 nhà mình còn con dao nào nữa không? Cháu phải hỏi nhiều người chứ. Ừ. Cháu hỏi hết tất cả mọi người cháu mới biết đường về đây, hỏi hỏi ông để bảo ông làm dao cho cháu. Đấy. Ông thì hơi hơi nặng tay một chút các bạn, nên là em nói phải nói to để ông mới nghe thấy. Ông thử mài cho cháu cái viên cái con dao này nào. Vâng, ông mài con dao này nào cho nó sắc cho nó. À, đấy, các bác có thể thấy rằng là con dao này là ông tôi khá là cứng đấy. Cho nên là ông ghi rất là mạnh nên nó mới ra được cái mùn được một chút này. Làm rồi xong rồi, mấy cái máy nó làm, nó trắng thẳng nhau thì nó chỗ đấy, bằng cái của mình đấy. Vâng, không cần trắng đâu mà ông, cứ để đen đen cũng được mà. Thế chú làm chú dùng thì chú làm. À, ông đốt than là đốt không đốt. Đốt hàng trả được cây thôi. À. Chú làm bán này chú làm tốt chứ. À. Làm khá mình chứ chứ. Thế này giảng xấu ô tô đấy. Vâng. Mai một tí là thấy sắc rồi không nhỉ? Ừ. Ông chắc là phải đeo máy trợ thính thì ông mới nghe thấy được. Nghe là ông tại em nói là ông nghe không rõ này. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông bảo là người xúa, nghe là người kinh chụp ảnh. Bà cũng có một cái dao đẹp thế, chụp lá đẹp thế. Có này này, cho cháu xem một tí. Ui, à cái này bọc cái này. Cháu xem cái này. À, dạ. Con dao này là cung của ông này làm à? Không phải, cháu làm, cháu anh này. À. Anh làm đấy. À, đấy. Mở ra đây đây, cháu này. Ui, thẳng thế. Đẹp đấy nhỉ. Ừ. Bà có bán con dao này không? Không bán à. Không bán à. Đây cái vỏ của ông làm đấy ạ.
cái gu cái này nó làm cái bông nó mà trốn một tí. Vâng, để cho xem một tí. À, cái bìu dao này, cái dây mây đứt mất rồi ông nhỉ? À, chủ nó làm hết cái này nữa mà cháu cái con cháu cho nó làm đứt mất cái à? Này đây mà cái con trâu nó nhăn cái này nó đấy. À, con trâu giống vào nó đứt mất của ông gì? Và rất là thú vị luôn. May là gặp được ông rồi. Lúc nào mà ông làm xong ấy thì ông gọi cháu nhá. Hôm nào ông đánh hôm nào ông mày á. Vâng. Hôm nào ông đánh ấy thì gọi cháu. Bóng này năng người nó năng được chứ. Về làng chứ. Vâng. Bây giờ nó chưa làm được. Vâng. Khoảng 4 ngày năng người nó có tháng làng này. Vâng. Có than làm thì mới làm được chứ nhỉ ông nhỉ. Thế bây giờ xác cho ông mài cho xem nào, cho thử xem. Cho xem nào, xác chưa. À giờ xác rồi đấy. Con dao này ông tôi bằng bằng tôi bằng cái gì? Tôi bằng cây chuối à? Cái này nó chả nung nung nóng, nung nóng này chặt vào cây chuối này đi. Chả cái này. Làm chả cái gì nó ui làm bảo hết. Vâng. À, đấy chặt bằng cây chuối được đấy nhỉ. Chứ chưa làm đánh nhà cho cái cây nào chờ đó À. rồi ngã đầu nó lấy bốn cái À lấy bốn cá vào. mà rồi là cái này nó bằng nhau mà lại một cái này ha năm cái Vâng, đúng rồi, trồng năm hết cái. đấy. Vâng. Thì cháu đi đi chơi cháu không cầm một cái đi chơi. Bạc nhiều thì ông làm bạc nhiều, còn có ít thì mình làm bạc ít. Có chị Bao giờ nhỏ nhỏ một tí mà cho nhỏ một tí mỏng một tí dày một tí mà ôi làm à gầy một tí thì mỏng một tí. Thế bao giờ thì ông làm xong ra cho cháu khoảng mấy ngày? ô chưa chưa không biết chưa chưa lấy được cái tháng Than rồi ạ. Thế cái than đấy ở đây có cây tháng cây đấy nó không? xa đấy tháng đi một Đi lên chú mày trên nó lên đi này nó không? về hay là gì một co đây Cây gì đốt bằng cây gì không? Làm than bằng cây gì ấy? cây tôi không biết em bảo Cây sến à hay là cây cây đỏ này cây nọ đỏ? Cây nọ đỏ là cháu cũng không biết đâu, ở đây có hay nó có chứ mà không? chú mày cái nào cũng làm được cả Vâng, không phải cái nào cũng làm được, ông nói đúng mà. cái này đồ này À, đây cây này thì cháu cũng không biết nó là cây gì. cái này mà làm tháng Làm than mới được ạ. chưa Cứng cứng. Thế thì cháu chịu. Được. Hình như trong nhà ông cháu thấy có một cây dao nữa sao ấy. Ông ngủ ở đây hay là tí nữa về trên bản? Mày á Vâng, ông ngủ ở đây hay là tí nữa về 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 à trên kia? thì nó ngủ đây một ngày đi nhà ngủ cái đoạn đường này À, thế à, vâng. nhưng mà ngủ ở đây Hôm nay thì nó về quá. hôm nay nó ngủ đấy À, hôm nay ngủ. Vâng. Thế nhỉ. Cháu tưởng ông lại làm lò rèn đây luôn, trông chăn trâu đây thì mình làm lò rèn đây luôn. tôi làm rồi mấy ngày nữa tôi nó làm tôi đồ đấy nhưng mà tôi bỏ băng Và ở đây không đấy có điện đâu ông nhỉ? hả Ở đây có điện không? đi nhá có máy thôi máy điện thôi À, đây nhà nhà này hình như cháu không thấy có điện, không trong không nhà không có có. đình có ra đấy lấy máy dầu này nhưng mà À. dầu nó nặng Vâng. thôi Hai con trâu húc nhau. Kính thưa tất cả quý con vị nhá, mà ngày hôm tôi nay thì em rất là may mắn đấy khi gặp chú Chu Bờ La nhỉ.
Đấy. Cái rau mà tôi làm mà nhưng mà Vâng, đấy hàng cái đây mà làm cái làng này ông mà hẹn em là 10 ngày là sẽ cố gắng là ông sẽ làm xong một lấy con để làm mẫu các vị nhá. Đấy là như vậy. lấy cái dao mà lấy một tí nữa làm cái Còn đường hiện xóm tại là em đang nói thì ông khá là thằng tai là không nghe rõ. Đấy thì chắc là giờ trời cũng khá là không ủng hộ em rồi. Đấy cho nên là em phải về thôi. Bây giờ mà ở lại chút nữa mà nó mưa vù một phát xong trời mưa ơi, cháu không về được. Cháu sửa cái đoạn ngay cái đoạn này này là không về được. Đấy. Thì chắc là cháu hẹn ông là mấy hôm nữa cháu lên nhá. Ôi, chồng nó dù có nhiều Vâng. Không, ông cứ làm đi, không sợ đâu. Hôm nào cháu lên cháu làm cho phải uống rượu nhà ông thì cháu mới ở chứ. Thôi, cái đấy là cháu xin phép là cháu chào ông cháu về thôi. Nhá, bắt tay ông một cái nào. đây, Ừ, qua tay đi. cháu mừng chế rồi. Ngồi đây mà làm mày đi nhà. À, cháu về nhà cháu thôi. Đi nhà. Vâng, không không ở được đâu ạ. Thưa quý vị rằng là thật sự ra là gặp chú Bờ La Chu là chú cũng rất là vui tính đấy, niềm nở, và nhìn cái dáng dao của chú thì khá là hiền. Đấy, dáng dao khá là hiền, nhìn con dao nó rất là nhẹ nhàng đấy. Và nhìn cái nước tôi của chú thì thấy rằng là con dao chú tôi cũng rất là già đấy. Đấy, nói chung là rất là ổn đấy. Ôi giời, tránh chuyện này chắc đã. Trời sắp mưa rồi. Nếu mà có vẫn đi nói lại là vẫn con đường Tà Chơ này mà kênh cái bản với cùng các tập thể Mạnh Thường Quân đó, mà xây dựng con đường này thì rất là ok luôn. Ui rồi, nếu mà có flycam mà quay cái góc góc ở đây này, con đường này như một cái hình xoắn ốc luôn. Cứ trồng 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 lớp lớp lên nhau. Dù sao ngày hôm nay lên vẫn gặp được ông thợ làng thế này cũng là vui rồi các bạn. Đây, đi như mấy lần lên trên bản mà không gặp được các ông thợ về tay không thì cũng buồn lắm các bạn. Đường quanh co như thế này. Lúc lên thì hơi lâu, lúc xuống thì khá là nhanh. Xuống thì cứ tắt máy và trôi đi thôi. Và đã đến đoạn cây cầu Tà Chơ, cũng là cái đoạn em xin phép khép lại video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ kênh Băng Trắng TV của em nhé. Và đồng hành kênh Băng Trắng TV là kênh Công Mèo, chuyên về những cái răng mèo các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.